Xin chào các bạn. Đến thăm nhà những người thành đạt, có một điều dễ dàng nhận thấy đó là không gian sống của họ rất sang trọng, đẳng cấp, đầy đủ tiện nghi và có lẽ là không thể thiếu những thiết bị chăm sóc sức khỏe cao cấp. Trong căn biệt thự sang trọng này, chúng tôi tìm thấy sản phẩm chăm sóc sức khỏe Elite Athena, một sản phẩm không chỉ giúp cơ thể thư giãn mà còn làm sạch không khí bởi hệ thống lọc ion âm. Nghe nhạc với hệ thống âm thanh trị liệu như tại spa và hơn thế nữa, bạn có thể chia sẻ khoảnh khắc vui tươi với người thân hay bạn bè. Ghế massage Elite Athena có hệ thống túi khí gai và con lăn 5D. Khi tiếp xúc với da mang lại cảm giác chân thật như bàn tay người đang đấm, bóp, ấn huyệt, vô cùng đúng chỗ. Chính nhờ điều này mà các cơn đau mỏi cơ, tê bì chân tay cũng giảm rõ rệt chỉ sau khi massage khoảng 15 phút. Sử dụng ghế massage Elite Athena, các thao tác chưa bao giờ dễ dàng hơn thế bởi vì chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói, ghế cũng có thể thấu hiểu và thao tác chính xác như yêu cầu của bạn. Ghế massage thông minh. Elite Sport xin chào. Mở máy. Ok, bật ghế massage. Thư giãn vai cổ. Ok, bật chế độ thư giãn. Đây là một chiếc máy phù hợp với tất cả các thành viên trong gia đình bởi sự thông minh, thấu cảm mà nó mang lại, đặc biệt là đối với người cao tuổi, gặp nhiều vấn đề về đau nhức xương khớp, nhức mỏi căng cơ. Ghế massage Elite Athena với hệ thống con lăn tác động chuyên sâu từng vùng, con lăn di chuyển rộng khắp, làm cho cơn đau giảm đi vô cùng rõ rệt. Bạn có muốn sở hữu sản phẩm sang trọng này? Còn chần chờ gì nữa? Hãy ghé thăm hệ thống showroom của Elite Sport, hotline 1800 6854. Elite Sport, bản lĩnh chiến binh.